Xin chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh Vẻ Đẹp Du lịch Lai Châu, và mình là Trần Huỳnh mọi người nhá. Hiện tại thì mình đang có mặt tại quảng trường dân tộc Lai Châu để đi bộ. Lâu lâu rồi mới được có thời gian gọi là thư thái để gọi là đi loanh quanh, đi ngắm quảng trường một chút. Thì quảng trường khi về đêm này các bạn này. Sự yên bình của thành phố Lai Châu. Anh em sẽ live stream này chia sẻ giúp mình nhá. Hiện tại thì fanpage mình đang gặp một số vấn đề trục trặc về tương tác hay là đăng bài, nên thì mọi người sẽ ít được hiển thị nhìn thấy. Facebook đang bóp cò mình các bạn ạ, là mình chỉ có live stream được thôi. Mình đang xử lý vấn đề đó. Đợt này thì phải chạy quảng cáo lại để cho các bạn nhìn thấy bài. Nhớ quê. Biểu tượng của Lai Châu, khu quảng trường này. Anh em xem live stream mình chia sẻ giúp mình mọi người nhé. Cảm ơn rất là nhiều. Hôm nay trời đẹp luôn, không mưa. Đi sớm thế. Mình vừa đi bộ thôi. Đi bộ. Đó. Các bạn thấy quảng trường Lai Châu đẹp không ạ? Quảng trường Lai Châu thuộc vào top những quảng trường gọi là đẹp nhất Việt Nam đấy các bạn biết không? Đây. Khu cột cờ này. Đây là khu cơ quan hành chính. Ở trên này thì khí hậu mát mẻ luôn. Đó. Lai Châu thì vẫn yên bình và vẫn như thế. Đẹp mà. Ồ, mất điện rồi này. Ôi, dạo này trời. Anh em thấy chưa? Bị mất điện rồi các bạn ạ. Nó vẫn đẹp đúng không các bạn? Anh em thấy đẹp thì anh em chia sẻ nhá. Anh em chia sẻ giúp mình nhá, cả các bạn nhá. Hiện tại thì mình đang có mặt tại quảng trường nhân dân tỉnh Lai Châu. Hôm nay mình ra đây để mình đi bộ và là hít tí khí trời. Mấy hôm vừa rồi đi nhiều quá. Xong rồi là cũng gặp gỡ nhiều quá. Hôm nay mình có thời gian để mà đi thăm rong đi bộ ở đây. Đang dịch. Đúng là đang dịch. Nhưng mà cũng phải tranh thủ cái tầm này ấy, vì là mọi người ăn cơm ấy, nên là mình mới đi ra đây đi bộ. Còn tí nữa khi mà xíu đã cơm xong thì mình sẽ đi về thôi. Dịch thì ở Lai Châu thì mọi thứ thì vẫn được kiểm soát, vẫn được các sở ngành gọi là theo dõi đấy và đảm bảo các bạn nhá, để mọi người yên tâm. Thì đó, khí hậu trên này mát lắm, không biết ở dưới xuôi như tuần trước mình về thì bắt đầu nóng rồi, còn ở trên Lai Châu này thì buổi tối vẫn mát mẻ. Đó, ở trên kia thì vẫn có điện nhỉ. Xa xa kia là Tam Đường Ti. Bên kia sẽ là hai tòa nhà của Viettel và Mobi. Bên kia xa xa nữa thì sẽ là tượng đài Vân Anh. À đây, gọi tên em đi. Chào Vân Anh, chào tất cả các bạn. Ôi, nói lại mọi người tí nào. Hiện tại thì fanpage đang gặp một số vấn đề trục trặc về đăng bài, nên là mình thời gian này đang cố gắng khắc phục nhanh nhất để làm sao truyền tải những thông điệp tốt nhất về Lai Châu cho các bạn. Nên là bây giờ hiện tại một số bài đăng của mình ấy, đang bị Facebook bóp cò hạn chế về tương tác, nên mình bắt buộc phải live stream. Nên mọi người sẽ có những người thắc mắc là vì sao đây AD live stream nhiều thế mà không thấy bài viết đâu. Còn hiện tại thì mình đang xử lý mọi người nhá. Mình đang cố gắng khắc phục xử lý nhanh nhất về góc độ bài viết, hình ảnh, để làm sao mà truyền tải đến các bạn một cách nhanh nhất, cũng như là cố gắng làm sao đưa được những thông tin tốt đẹp nhất đến cho mọi người, cũng như những hình ảnh đẹp nhất về Lai Châu. Thì rất là mong các bạn sẽ chia sẻ và các bạn sẽ ủng hộ. Hiện tại thì ai đang xem live stream này thì các bạn có thể kiểm tra lại chế độ theo dõi fanpage cho mình, để làm sao mà mình có thêm một tí một chút xíu động lực để mình biết được là các bạn vẫn luôn theo dõi fanpage. Còn hiện tại thì mọi vấn đề về bài vở thì mình vẫn sẽ đăng, nhưng mình sẽ phải xếp
sẽ phải cài đặt lại một số số vấn đề liên quan đến Facebook. Thì là rất là mong mọi người thông cảm cho sự bất tiện đợt này mọi người nhá. Một số bài đăng của fanpage đợt này bị Facebook bóp cò về tự đăng, nên là mình đang rất là bí búc trong cái việc gọi là truyền tải thông tin đến cho các bạn. Mình đang rất là muốn truyền tải rất nhiều thông tin qua hình ảnh hoặc là qua video clip cho các bạn. Nhưng hiện tại mình đang gặp một số vấn đề về tương tác nên đang phải xử lý. Nên là rất là mong các bạn sẽ thông cảm và các bạn sẽ gọi là hoan hỉ cho mình các bạn nhé. Cũng hy vọng rằng là mọi người sẽ tuân thủ mọi quy tắc phòng chống dịch bệnh Covid. Khi ra đường thì các bạn nhớ đeo khẩu trang nha. Cũng đừng ai quên đeo khẩu trang, và chúng ta cũng nên gọi là cân đối. Chúng ta cũng phải lên cân đối trong những cái sự kiện đông người để làm sao mà đảm bảo cái công tác phòng chống dịch tốt nhất, để làm sao mà cho lai châu chúng ta vẫn an toàn và cho kể cả ngay bản thân mình cũng phải an toàn thôi. Chúng ta cũng nên hạn chế đến những nơi đông người, mà cũng phải nên nhớ là đeo khẩu trang. Bạn nhá, có điện rồi này. Đó. Rồi. Thì không biết nói gì hơn thì xin chúc các bạn một buổi tối thật vui vẻ, có nhiều niềm vui và hạnh phúc. Nếu như anh em xem livestream thì đừng quên chia sẻ và tương tác giúp mình nhá mọi người nhá. Cảm ơn rất là nhiều. Sự yên bình của một thành phố. Mình rất thích cái khí hậu của Lai Châu này. Khí hậu của Lai Châu là một trong những cái điều mà mình thích nhất, mà là cái điều mà níu kéo mình ở đây, làm động lực cho mình ở đây đến tận bây giờ này. Nghĩa là không phải là thích nhất, nhưng mà thực ra là trong những cái điều mình thích ở Lai Châu là trong đó có cái khí hậu thành phố Lai Châu tuyệt vời. Không hổ danh là thành phố cao thứ hai Việt Nam sau Đà Lạt. Thì nếu như mà các bạn trong dịp hè này nếu như cảm thấy nóng bức thì bạn có thể đến với Lai Châu các bạn nhá. Cảm ơn rất là nhiều, xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong video livestream tiếp theo.